Là một món quà, một hộp quà rất là xịn đến từ nữ diễn viên hài. Mọi người bây giờ đón được làm nữ diễn viên hài Puka đó, xịn chưa? Trời ơi, quà Puka xịn quá nè. Trời ơi, Puka này một tấm thiệp viết tay rất là dễ thương nè. Especially for you. Vì rất lột lôi ra đi. Puka with love. Em chúc anh Long một năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi việc. Cảm ơn anh một năm qua đã luôn hỗ trợ em hết mình. Happy New Year. Rồi, cảm ơn diễn viên Puka nha. Puka là một người em gái rất là dễ thương đó. Và xin chúc Puka sẽ thành công trong năm 2023 với những dự án của mình nha. Và hộp quà của Puka mình thấy không, 3 hộp mứt và 1 chai rượu. Nãy giờ em cũng tặng rượu quá rồi, Tết thì chắc sai thiệt chết. Và món quà tiếp theo D2 Styling. Phải của ai mọi người biết không? Stylist Trần Đạt đó. Stylist Trần Đạt cũng là một những người em mà gắn bó với Long rất là lâu. Hai anh em đã vừa làm xong dự án phim Chị Em vào ngày 17 này sẽ ra mắt nè. Đó, đây là một cái nến thơm đó, trang trí rất là đẹp mắt. Không nghe mùi gì hết. Đúng là mới nghe mùi hả? Một cái nến thơm không nghe mùi gì hết và đốt lên mới nghe mùi nha mọi người. Cảm ơn Trần Đạt rất nhiều.